xin chào các bạn trong bài học hôm nay gái Excel sẽ hướng dẫn các bạn bốn cách để tính tổng các ô có cả số và chữ trong Excel. ở đây giả sử mình có các cái tên sản phẩm từ gái Excel 1 đến gái Excel 10. bên này là trọng lượng nhá. bây giờ mình cần tính tổng các cái trọng lượng này thì thông thường ý, nếu mà tính tổng các bạn sẽ dùng hàm SUM đúng không ạ? ở đây các bạn sẽ bằng bằng SUM. mình sẽ bôi đen tất cả các cái sản phẩm ở đây. các bạn bấm Enter đấy thì ở đây nó sẽ ra bằng không. tại vì cái hàm SUM ấy nó chỉ tính tổng các số thôi trong khi ở đây của mình là cả số và chữ. Bây giờ để tính tổng các cái trọng lượng này thì mình làm như thế nào? Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bốn cách nhé. Trước khi đi vào bốn cách này thì mình sẽ giải thích qua cho các bạn ba cái hàm mà mình sẽ sử dụng. Đầu tiên là hàm tiêu nhé. Đấy. Thì ví dụ ở đây nha, các bạn sẽ bằng gì? Các bạn sẽ bằng SUBSTITUTE này. Thành phần đầu tiên của cái hàm tiêu là cái chuỗi mà các bạn cần thay thế nhé. Đấy. Phẩy. Thành phần thứ hai là ký tự mà các bạn cần thay đúng không ạ? Các bạn mở ngoặc kép ra, các bạn bấm dấu cách và các bạn thêm chữ kg tức là mình sẽ loại bỏ cái dấu cách và chữ kg đi đấy các bạn đóng hoặc kép lại phẩy thành phần thứ hai là cái chuỗi mà các bạn cần thay thế thì cái chữ cách kg này mình sẽ thay thế bằng gì ạ bằng cái chuỗi rộng tức là mình sẽ mở hoặc kép đóng hoặc kép luôn đấy, các bạn đóng hoặc đơn lại các bạn enter thì như vậy cái chuỗi ở đây nó sẽ chuyển về đây là 123 rồi nhưng mà cái 123 này chưa phải là số đâu ạ nó là tích vì nó nằm bên trái này này các bạn có thể dùng cái hàm gì ạ các bạn có thể dùng cái hàm is number để các bạn check nhá In number của cái ô này đấy nó sẽ ra phô tại vì ở đây nó là text chứ không phải là số bây giờ để chuyển cái này về số ấy, thì các bạn sẽ gì các bạn sẽ nhân với một hoặc các bạn có thể cộng với không nhé tức là các bạn có thể nhân chia cộng trừ với các số để nó không thay đổi giá trị của nó đúng không ví dụ là mình cộng không hoặc trừ không hoặc là mình nhân một chia một đều được đấy, ví dụ mình cộng không đấy thì nó sẽ nằm ở bên phải này và cái kết quả in number đây nó bằng chu đúng không ạ? đấy cái hàm thứ nhất mà mình sử dụng là cái hàm substitute cái hàm thứ hai ấy là mình sẽ sử dụng hàm nép và cái hàm file thì đầu tiên các bạn sẽ bằng lép này lép của gì cái chuỗi mà các bạn cần tách ở bên này nhá đấy phẩy thành phần thứ hai là số ký tự các bạn cần tách đấy thì ở đây mình cần tách ba ký tự thì các bạn sẽ điền ba nhưng mà có lúc thì là hai có lúc thì là bốn đúng không ạ thì các bạn phải dùng cái hàm file để mình tìm cái gì ạ hàm file mở ngoặc các bạn điền các bạn tìm dấu cách đúng không ạ các bạn đánh dấu cách ra các bạn đóng ngoặc kép lại phẩy thành phần thứ hai là cái chuỗi mà mình cần tìm đúng không ạ thì chính là cái ô này phải vị trí bắt đầu mình cần tìm nếu như các bạn bỏ trống ấy, thì nó sẽ bắt đầu tìm từ vị trí đầu tiên ấy, các bạn đóng ngoặc lại luôn đấy khi các bạn tìm được dấu cách ở đây ấy, thì các bạn phải trừ đi một tức là các bạn phải trừ đi cái dấu cách đấy nhá ví dụ ở đây một hai ba đó là dấu cách thì cái vị trí dấu cách ấy, nó sẽ nằm ở thứ tư đúng không ạ thì các bạn phải trừ đi một tức là trừ cái dấu cách thì nó sẽ ra là ba cái tự mình cần tách đúng không ạ các bạn trừ đi một đấy các bạn sẽ đóng ngoặc lại để xong hàm nét nhá các bạn enter đấy thì như vậy ở đây cũng là ra một hai ba nhưng mà ở đây vẫn là tách đúng không ạ thì, thì các bạn ví dụ ở đây mình sẽ là nhân với một thì nó sẽ chuyển về dạng số. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhé. Đầu tiên là cái phần tính tổng thì mình sẽ dùng cái hàm sum product này các bạn sẽ bằng gì? Bằng sum product nhé. Đấy. Cái thành phần đầu tiên mình sẽ dùng cái hàm gì? Mình sẽ dùng cái hàm substitute mà vừa lấy mình giới thiệu cho các bạn đấy. Nhưng mà cái tách ở đây là chính là diện, chính là toàn bộ các cái trọng lượng của các cái sản phẩm này. Đấy tức là mình sẽ là một vùng dữ liệu chứ không phải là là một ô dữ liệu như vừa xong nhé. Phẩy cái ô là gì ạ? Các bạn mở ngoặc kép ra các bạn đánh dấu cách, các bạn sẽ là kg đúng không ạ? Các bạn đóng ngoặc kép lại. Phẩy, cái new tech là gì? Là cái chuỗi rỗng đúng không ạ? Các bạn mở ngoặc kép đóng ngoặc kép luôn. Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại. Để xong cái hàm subtract tiêu, sau đó các bạn sẽ nhân với một hoặc các bạn cộng với không nhé Ví dụ mình nhân với một đi để nó sẽ ra gì ạ? Nó sẽ chuyển thành dạng số đúng không ạ? Đấy các bạn đóng ngoặc đơn lại. Đấy, các bạn enter. Đấy thì như vậy ở đây nó sẽ là tổng là gì ạ? tầng là 10347 đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tách ra để mình kiểm tra cho các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ dùng cái hàm lép ở đây này. Lép của cái ô này. Phẩy. Mình sẽ dùng cái hàm file. Ví dụ các bạn gì ạ? Mở ngoặc kép ra các bạn đánh dấu cách. Phẩy. Của cái ô này đúng không ạ? Đấy. Các bạn đóng ngoặc lại. Các bạn nhân với một nữa nhé. Đấy. Ok. Nó sẽ ra số đây đúng không? Đây ở đây mình sẽ bằng gì Bằng xăm. Xăm của các cái trọng lượng này. Đấy, như vậy kết quả là gì ạ? 10.347 Đúng rồi, đúng ạ Đấy, thì các bạn chú ý nhé Đây là ví dụ bài toán của mình là kg Thì các bạn ở đây phải là kg, đúng ạ Thì có những cái trọng lượng hay là có những cái đơn vị mà khác ấy, Ví dụ là mét ấy, thì các bạn phải ở đây là mét Đấy nhá Ok, sang cách thứ hai là gì ạ? Mình sẽ dùng cái hàm sum product Nhưng mà cái hàm Substitute này Mình sẽ thay bằng cái gì ạ? Bằng cái hàm LED và hàm File Đấy, cách thứ hai các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng vẫn là Samodak thôi ạ Đấy sum product của gì? các bạn sẽ dùng cái hàm nếp này đấy. thì cái hàm nếp này nó khác với trước là gì ạ các bạn cũng phải bôi đen cả cái vùng dữ liệu này tức là cái phần tử tích của cái hàm nếp này là một phạm vi nhé chứ không phải là một ô như bình thường đúng không ạ phải tiếp theo là số kỹ tự đúng không ạ các bạn sẽ dùng cái hàm gì ạ các bạn sẽ dùng cái hàm file file của gì các bạn mở ngoặc kép các bạn đánh dấu cách tức là các bạn tìm cái vị trí dấu cách đúng không ạ phải trong cái ô gì tức là trong nhiều ô ở đây từ ô c ba đến c 12 hai đúng không ạ đấy các bạn đóng hoặc lại để xong hàm file đúng không ạ? Đấy các bạn phải trừ đi một đúng không ạ? Sau đó các bạn đóng hoặc lại để xong hàm left. Ví dụ ở đây mình là cộng 0 đi. Đấy các bạn đóng hoặc đơn lại để xong hàm sample product nhá, các bạn enter. Đấy nó cũng ra gì ạ? Là 10347. Đấy. Ở đây các bạn có thể xem cái cách thức hoạt động của các cái hàm này bằng cách gì ạ? Các bạn có thể vào formula này. Các bạn chọn gì ạ? Evaluate này, formula này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra cái ô này nhá, là cái ô F4 này, này, xem nó hoạt động như nào. Thì đầu tiên nó sẽ là thực hiện cái hàm file trước nhá đấy cái phần gạch chân đây này, này là nó sẽ thực hiện này các bạn tích vào evenuet đây đấy thì nó sẽ ra gì ạ nó sẽ ra vị trí dấu cách của các cái trọng lượng ở đây này từ oc 3 đến gì ạ đến cái c 12 hai đúng không ạ sau đó các bạn này nó sẽ làm tiếp cái bước là trừ đi một nhá các bạn evenuet đấy thì nó sẽ trừ đi một thì đầu tiên là hai này đây là ba đúng không đây là hai đây là bốn các bạn thấy chưa hai ba hai bốn đấy tiếp theo là gì ạ nó sẽ thực hiện cái hàm lép này các bạn đấy thấy chưa nó sẽ gạch chân cái hàng lép này tức là 14 kg thì nó sẽ lấy gì ạ? Nó sẽ lấy hai ký tự. Đấy. 469 thì nó sẽ lấy ba ký tự đấy. Như tức là nó sẽ tách về được các dạng số đây này. Đấy. Như vậy ở đây nó đã tách được số rồi nhá, nhưng mà nó Nó vẫn là kiểu tách thôi. Cho nên ở đây mình sẽ thực hiện cái bước cộng không, nó sẽ chuyển về số này các bạn. Evenuet đấy, nó là sum product của các cái số này đúng không ạ? Rất đơn giản. Đấy nó sẽ thành gì ạ? 10347 nhá. Đấy là mình xem được cách thức hoạt động của cái ô này như thế nào. Ok, sang cách thứ ba và thứ tư thì nó cũng giống như cách trên thôi, nhưng mà mình sẽ thay cái hàm sum product bằng cái hàm sum thôi. Đấy các bạn sẽ bằng gì? bằng sum. Sum của diện, Đầu tiên vẫn là substitute này. Substitute của text thì vẫn là cái phần text ở đây đúng không ạ? Phải ô text là gì? Các bạn mở ngoặc kép ra các bạn. Đánh dấu cách này. Các bạn sẽ điền kg, các bạn đóng ngoặc kép lại. Đấy. Phải gì ạ? Mình sẽ thay thế bằng gì các bạn? Thay thế bằng chuỗi rỗng luôn, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép luôn. Các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm substitute đúng không ạ? Đấy, ví dụ mình nhân với một đi. Đấy, các bạn đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm sum này nhé. Bây giờ thay vì các bạn bấm Enter ấy, thì các bạn phải giữ Ctrl Shift rồi các bạn mới bấm Enter nhé. Đấy, các bạn giữ Ctrl Shift và các bạn bấm Enter. Đấy, đây nó là công thức mảng đấy. Cái công thức mảng nó khác với thường là gì? Nó sẽ có cái mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn đây này. Đấy. Tương tự cái cách thứ tư ấy, thì các bạn cũng dùng hàm sum nhưng mà cái substitute này sẽ thay bằng cái hàm gì? Đấy? Thay bằng cái hàm nét và cái hàm file nhé. Thì bài tập về nhà cho các bạn nhé nó cũng giống như cái cách thứ hai này này nhưng mà mình sẽ thay cái hàm sumdrop drop bằng cái hàm sum nhưng mà mình phải dùng cái công thức mảng nhá bằng cách giữa cần shift và bấm enter thì các bạn hãy comment cái câu trả lời của bạn cho cái cách thứ tư này nhá ok bây giờ mình sẽ kiểm tra này ví dụ cái này 14 bốn nhá bây giờ mình sẽ thay bằng một triệu đi đấy tăng lên để cho nó dễ này đấy các bạn cách ra là kg đấy các bạn thấy chưa toàn bộ cái kết quả đây đã thay đổi rồi đấy rất là hay ạ đấy, mình undo lại nhá Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.